Thật không ngờ giang sơn của Đại Ngô lại đứt đoạn vào trong tay của bổn vương như vậy. Ta thật đau lòng lắm. Phu vương, phu vương, phu vương, phu vương. Phu sai, hứa với bản vương một việc đi. Được, phu vương nói đi. Đi tìm Ngũ Tư Tư và Tôn Võ về đây, chỉ có họ mới có thể cứu được Đại Ngô chúng ta. Thần trai với binh lực của chúng ta không cần nhờ vào hai người này. Rồi còn nhất định phải nghe lời của cha, bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được họ về đây. Tôn Võ, mở ra đây. Tôn Võ, Tôn Võ. Thái tử. Tôn Võ. Thái tử. Thái tử. Thái tử. Thái tử. Thái tử. Tôn Võ. Người hãy mau đi đi, ta không theo nhà người đâu. Nếu không phải phụ vương kêu ta tới, ta tuyệt đối không tới đâu. Ta hoàn toàn không muốn năn nỉ một tên nhu nhược. Ta thì không hiểu tại sao các người lấy một người như vậy. Thái tử, lâm trận rút lui, co đầu rút cổ, hoàn toàn không phải là đại trượng phu. Tại sao cô lại nói tấn công như vậy? Bởi vì ông ta nhất thời nghĩ quẩn thôi. Các người không cần nói tốt giùm tôi nữa. Thái tử nói rất là đúng. Ta lâm trận rút lui, co đầu rút cổ, nhưng mà đối phương là Quỷ Cốc Tử. Thiệt không ngờ Tôn Võ là người nước tiếng trong thiên hạ, lại là một kẻ ham sống sợ chết. Ta không sợ chết đâu, nhưng mà điều đáng tiếc, ta chỉ sợ giao chiến như Quỷ Cốc Tử sẽ gây hại tới nhiều sinh linh. Quỷ Cốc Tử không phải dễ dàng đối phó. Ông nói Quỷ Cốc Tử không dễ dàng đối phó, ông không đối phó làm sao biết được? Tại sao biết là tôi chưa hề thử? Cho thái tử biết, cho dù 10 Tôn Võ cộng thêm 10 Ngũ Tứ Tư đi nữa cũng không bằng một Quỷ Cốc Tử. Ta không tin đâu. Đương nhiên, thái tử còn trẻ, đương nhiên là không biết trời cao đất rộng. Người dám nói ta kiến thức hẹp hòi? Tôn Võ không phải là ý này. Quỷ Cốc Tử tái xuất hiện, trên đời này không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa. Đừng nói thêm. Hôm nay ta tới không phải nghe người nói tốt cho người ta tự làm giảm oai phong của mình. Nói cho ta biết, hôm nay người đi hay không đi với ta? Tôn Võ có đi với thái tử cũng vô dụng thôi. Thái tử trở về đi. Nè thái tử, người đi không đi? Tôn Võ đã nói không đi là không đi. Người à, phù sai, thái tử đừng làm như vậy. Phù sai, hãy để tình chị em, đừng có giết hắn. Ta năn nỉ đệ. À, tỷ tỷ, không cần tỷ nữa. Tối ngày cứ ở trong nhà thật là buồn chán, ta muốn ra ngoài một chút. Ừ. Tỷ tỷ, đệ muốn hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ và Tôn Võ sống chung, không cảm thấy thiệt thòi sao? Tỷ tỷ cảm thấy hạnh phúc lắm. Tỷ phu của đệ là một người rất tốt, sống với ông ta lâu ngày, tỷ tỷ đây mới biết rõ. Nếu tỷ tỷ được hạnh phúc như vậy thì được rồi. Mấy năm không gặp đệ, đệ biết chuyện nhiều lắm. Phụ vương đưa đệ đi học ở Tại Lão Quốc như thế nào hả? Cũng tốt lắm. Đệ không vui à? Không phải, nhưng đệ cảm thấy không có thu hoạch gì hết. Tại sao vậy? Nước Lão là nước lễ nghĩa, tại sao lại nói là không có thu hoạch? Tuy đó là đất lễ nghi, nhưng không có những ông thầy tri thư đại lễ. Dù học hết mấy năm, thiệt lãng phí thời gian. Đệ đã lớn khôn, nhưng mà tính tình vẫn chưa có thay đổi, vẫn còn ngạo mạn hống hách, không khác gì với ngày xưa. Tỷ tỷ, không cần tỷ nữa. Tỷ tỷ bảo trọng. Đệ cũng bảo trọng nha. Ừ. Tặng cho tỷ tỷ, đây là đất của nước Ngô, nhưng mà không bao lâu nữa có lẽ sẽ thuộc về nước Tần. Hôm nay cách biệt, không biết còn gặp lại tỷ tỷ nữa không? Nhất định mà, nhất định sẽ còn gặp lại. Mong là như vậy. Nhưng mà chuyện đời khó ngờ trước, sức người không thể làm hơn được. Sau khi đệ trở về, nhất định năn nỉ phụ vương
phong đệ làm nguyên soái thủ thành, nghênh đón quân thù. Nếu như có thể được, tỷ tỷ và tôn võ lập tức rời khỏi đây để tránh quả chiến tranh. Đừng tìm đại phu nữa, vì đại phu nào lại chữa bệnh cho bệnh nhân không tiền chứ. Hãy để tiếp về ngủ một giấc sẽ khỏe lại. Cho dù không có đại phu khám bệnh cũng phải tìm một chút gì cho nàng ăn chứ. Thiếp không đói, thôi chúng ta về đi. Đệ thẩm, chuyện gì vậy? Xin lỗi, có cơm thừa cải cặn gì không? Lại tới đây xin anh. Tướng công của tôi không phải ăn xin đâu. Tướng công, thiếp không đói, chúng ta đi đi. Đi đi mà. Tướng công. Đại thẩm, tôi tới đây để xin ăn. Nương tử của tôi bị bệnh trầm trọng, lâu rồi không ăn gì hết. Nếu như bà có thức ăn thừa gì cho chúng tôi đi. Tướng công, thiếp không đói, tôi chúng ta đi đi. Thiếp không đói mà. Chờ một chút nhờ. Ngồi xuống đi, để tôi đi hâm cơm nóng lại. Để tiếp làm. Nàng đang bệnh mà. Tướng công là tướng quân, để tiếp làm. Tướng quân? Ta không còn là tướng quân nữa. Tướng quân đã bại trận lâu rồi, đừng gọi ta là tướng quân nữa có được không? Thì biết ngoài miệng của tướng công nói vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy đâu. Trong lòng của ta nghĩ rằng làm sao có tiền để chữa lành bệnh cho nàng. Còn những gì khác ta không có nghĩ tới. Có người đi đó. Để ta ra coi. Hả? Trong này có người thiệt hả? Có chuyện gì? Chúng tôi muốn tìm chén nước uống. Nhà của tôi nghèo lắm, cả nước cũng không có. Nếu các người khát nước, bên khu rừng kia có một con suối. Người anh em làm gì mà nghèo dữ vậy? Với điều kiện của ông có thể kiếm được việc làm mà. Trong lúc loạn thế, ăn còn chưa có, làm gì mà có việc làm. Loạn thế thì có gì có loạn thế. Thật ra quân đội chúng ta hiện nay đang chiều bình. Nếu như hôm nay có hứng thú, tôi không muốn đánh trận. Ngày xưa có đánh trận qua hay không? Xin lỗi. Một tháng có 5 giờ gạo cũng không làm, ta ở đây chịu đói chịu khổ. Người như vậy thật là vô tích sự mà. Binh đại ca, rất căng nghiêm. Những tên binh mới vừa chiêu mộ. Chiêu mộ từ những chỗ nào vậy? Ai cũng ốm tâm ốm tèo, không có tinh thần gì hết. Vậy khi ra chiến trường làm sao mà đánh trận được chứ? Xem người nào, đầu có giống tình lính, giống như là người bị bệnh mới lần. Có bệnh hay không truyền nhiễm cho người khác hay không? Tên lính như vậy làm sao có thể đánh thắng được đây? Thôi hãy phân phối việc làm cho hắn đi, đừng có đưa đao kiếm cho hắn. Nhìn thấy hắn như vậy, một cây lao là có thể đè chết rồi. Đi nấu ăn đi.
dính cầm. Về rồi hả? Nàng coi, có gạo nè. Hôm nay chúng ta nấu cháo ăn nha. Bây giờ Quỳnh đi nấu, nàng nằm nghỉ đi. Hoa thơm quá, lâu rồi không có ngửi được mùi thơm của gạo. Nàng sao vậy? Ngồi xuống đi. Tướng công vì thiếp chịu khổ nhiều quá. Đâu có, ta đâu có cảm thấy khổ gì đâu. Yên tâm đi, ta không sao. Tướng công ốm nhiều lắm. Quan quân ở trong trại cho biết, kêu ta đừng cầm kiếm cầm đao. Ông ta còn nói, khi mà huynh chỉ giết giặc thì đã bị cái đao đè chết rồi. Nước cạn rồi. Cũng may là chưa có cạn lắm. Lát nữa ăn cơm xong nàng nằm nghỉ cho khỏe nha. Ta phải trở về trại để trực. Tướng công còn phải trực nữa hả? Nghe nói kẻ thù sẽ tới đây, vì vậy mọi người phải chuẩn bị. Ta nghĩ là đêm nay ta không thể về nhà. Khi ta đi vắng nàng nên cẩn thận nha. Sao vậy? Không được vui à? Thật ra ta cũng không muốn làm vệ binh. Nếu không phải vì năm dạy gạo, ta sẽ không bao giờ đánh trận đâu. Nhưng tướng công đã từng là tướng quân. Tất cả chuyện ngày xưa bây giờ ta đã quên hết rồi. Dương phong cho người làm Bạc Ngô đại nguyên soái, Thân Bảo Từ phong cho nhà người làm Bạc Ngô phó nguyên soái, dốc toàn lực tấn công Ngô quốc. Thật là hay. Lâu lắm rồi không có ngửi được cái mùi máu tanh và tươi tới như vậy. À, thiệt là hay quá. Thiệt là hay quá. Thiệt là hay quá. Hay quá. Thiệt là hay quá. Thằng tướng quân nào? Thằng tướng quân, thần tướng quân, hãy nói rõ cho ta biết đi, chung quanh này có phải rất nhiều tử thi hay không? Phải, đâu đâu cũng là những binh sĩ chiến mã bị tử thương, và còn những cây cờ chiến bại nữa. Còn ở dưới đất có nhiều máu và trường lao. Hả? Bên nữa, có phải có một binh sĩ đã bị thương không? Phải,
Được, chúng ta qua bên kia, qua bên đó nào. Nè, bị thương thế nào hả? Có cảm giác gì hãy nói cho ta biết đi. Hả? À, đau quá, đau quá. Mong gì vậy đại nhân, hãy cho tôi một kiếm đi, để tôi chết cho nó lẹ một chút. Khoan đã, không thể cho hắn chết như vậy. Hãy nói cho ta biết đi, có cảm giác như thế nào hả? Có ảo tưởng như thế nào? Có phải rất là đau khổ, nhớ nhà lắm hay cầu hả? Cho ta biết đi, mau cho ta biết đi. Nè, bây giờ đang nhớ tới cái gì? Cho ta biết đi, mau đi, đừng có chết nha. Hãy nói cho ta biết đi mà. Nói đi, nè, có cảm giác như thế nào? Hãy nói cho ta đi. Đồ điên, đừng có chết chứ, mau nói cho ta biết đi. Bây giờ có phải đau khổ lắm hay không? Có phải ngũ hoàng đã còn rút lại đồi tài, có phải nắm chặt hay là duỗi ra vậy hả? Hãy nói cho ta biết mau đi. Nói đi, nói mau, nói đi mà. Ông điên rồi hả? Cảm thấy lạ lắm phải không? Trời sinh ra tôi đã không có cái chân này. Tại sao lại đầu quân? Tôi đã gắn chân giả, dùng thời gian 4 năm để luyện tập, sau đó thì mới đi đầu quân. Và lại dùng thời gian 7 năm thì mới lên được chức dinh trưởng. Thật ra với nghị lực này của ông, cho dù không đầu quân cũng đâu có thể phát triển được cái gì. Người có từng nghe nói một người tên là Ngũ Tử Tư hay không? Tôi đã nghe sự tích của ông ta. Ông ta đã bị quốc gia của mình ruồng bỏ, làm sao bài trừ gian nan, cuối cùng danh trấn thiên hạ. Nhưng bây giờ ông ta đỡ. Tuy rằng không biết ông ta bây giờ đi đâu, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu không thể sống một cách bình phàm đâu. Tôi chẳng thà giống như Ngũ Tử Tư, sống một cuộc sống sáng lạng và ngắn ngủi, sáng tạo được sự nghiệp lưu danh thiên cổ. Nè, người có thể làm giúp cho ta một việc không? Là việc gì? Cái việc chân giả của tôi không có ai biết được. Tôi không muốn vào lúc này để bọn chúng biết được thì họ sẽ nghĩ bậy. Thì ra dinh trưởng của họ chỉ là một tên què thôi, sẽ làm cho họ không có lòng tác chiến. Sao có người như vậy? Phải, nước Ngô có những binh sĩ như vậy, xem ra quốc phận chưa tuyệt. Có quân không có tướng cũng vô ích thôi. Nàng, tại sao nàng biết? Ngày thường tướng quân thường nói, ngày xưa ở tại nhà suốt ngày luyện không rời binh pháp, tay không rời binh khí. Đó là chuyện của ngày xưa. Chúng ta được kích tình dinh, dinh trưởng bất hạnh đã bị giết chết. Thank you.
tấn công. Có tâm sự hả? Nàng nói coi, tao có thể nào mãi mãi giống như bây giờ hay không? Bây giờ như thế nào? Sống bình phàm suốt cả một cuộc đời. Tương Công muốn sống cuộc đời như thế nào, tự mình quyết định đi, không ai có thể ngăn cản. Nếu như ta cứ mãi mãi sống giống như bây giờ, nàng có cảm thấy tướng công của nàng bất tài và vô dụng hay không? Không đâu, chỉ cần tướng quân cảm thấy được vậy là đủ rồi. Nhưng mà có phải tướng quân không cam tâm sống cuộc đời như vậy? Tướng công có hối hận không? Ta chỉ thấy ta không được cam tâm, nàng cảm thấy là ta sẽ hối hận. Cái đó chỉ có bản thân của tướng công mới biết, phải không? Tướng lãnh Tần Quốc, đêm qua tôi và các huynh đệ tập kích Tần Quốc và đã cắt đêm về. Trời ơi, lần này gây đại quả rồi, quân Tần nhất định sẽ tới đây trả thù đó. Chúng ta hãy rút lui đi. Tần quân xưa nay nổi tiếng tàn bạo lắm. Sợ cái gì? Có cái gì phải sợ? Cho dù quân Tần có tới đây, vậy thì làm sao? Với mấy chục người huynh đệ chúng ta đã có thể phá trại quân Tần và giết mấy trăm mạng, còn chặt đầu tướng lãnh của bọn họ nữa. Chúng ta đông người như vậy, tại sao lại phải sợ quân Tần? Tuy rằng quân Tần tàn bạo, nhưng mà dũng sĩ nước ngoài chúng ta nổi tiếng là anh hùng. Sợ cái gì hả? Nếu quân Tần dám tới đây, chúng ta sẽ giết họ không còn một manh giáp. Giết không còn manh giáp. Lập tức chuẩn bị, sẵn sàng ứng chiến. Dạ. Ông là? Tôi chính là Ngũ Tử Tư. Ông chính là Ngũ Tử Tư hả? Không sai, Ngũ Tử Tư chính là tôi. Ngũ tướng quân, Ngũ tướng quân, xảy ra chuyện gì? Tại sao không mở cửa thành? Chúng ta phải vào thành bằng cửa khác. Tại sao? Bởi vì toàn quân toàn dân biết rõ Ngũ tướng quân về, cho nên quân dân đồng loạt hạ tội Ngũ tướng quân về việc Ngũ tướng quân đã chiến bại. Dân số quá đông, bây giờ họ đang chờ đợi trong cửa thành. Nếu như chúng ta vào thành như vậy, mặt tướng hay rằng sợ khó lòng khống chế. Cảm ơn quan tâm. Ngày xưa Ngũ tướng tư đưa binh mã đi bằng cửa thành này, thì hôm nay tôi phải trở về bằng cửa thành này. Đó là nguyên tắc của tôi. Tôi đã lẩn trốn lâu rồi, tôi không muốn trốn nữa. Người hãy đưa con ngựa của ta và tất cả binh sĩ vào cửa bắc đi. Dạ. Đồ tôi, đừng có trở về. Tướng công chiến bại trở về đây để người ta chịu bớ, đó mà điều có thể tránh được. Tướng công đừng có đau lòng. Chúng ta hãy vào thành bằng cửa bắc đi. Tứ Tư, rốt cuộc thì người đã trở về. Thần Ngũ Tứ Tư bái kiến thái tử, thần muốn khấu kiến đại dương. Phụ dương bận rộn quốc sự, đại tướng quân chiến bại mất tích, phụ dương lo âu quá độ, bị bệnh nằm liệt giường. Xin hỏi đại dương bệnh tình ra sao? Bệnh của phụ dương là do người không có quyền hỏi. Ngũ Tứ Tư đồng ý gánh vác tất cả trách nhiệm,
Được, vậy bổn thái tử thay thế phụ vương bàn chết cho người. Ngũ thái tử xuất binh thất bại là mất quyền danh của Ngũ quốc. Thần nguyện đoái công trừ tội, đưa binh đi kháng Tần. Kẻ bất trung bất nghĩa như người, làm sao có thể cho người đánh giặc một lần nữa? Tại sao thần lại mang tiếng bất trung bất nghĩa? Là một đại nguyên soái, biết bại trận bỏ trốn không chịu trả lời, làm mất vai phong của đại Ngô ta, đó là bất trung. Thủ khả của người tẩu tán khắp nơi, bọn họ bị tử thương không nơi nương tựa. Ngươi là nguyên soái, không thể để cho họ sống sót. Thượng khi quân, hạ phụ dân, đó chính là bất nghĩa, bất trung bất nghĩa, tội phải đáng chết. Bổn cùng để người có công với đại Ngô, tha cho người khỏi phải ngủ mã phanh thầy. Người đâu? Dạ. Kéo Ngũ tử tư ra ngoài. Chém đâu? Dạ. Dạ. Thái tử, đại dương đỡ. Phụ dương thế nào? Đại dương đỡ. Đại dương đỡ không xong rồi. Tôi muốn gặp đại dương. Bắt lấy nó. Đại dương, Ngũ tử tư đã về rồi. Ngũ tử tư, Ngũ Ái Khanh. Ngũ tử tư, người dám xông vào cấm cung, xúc phạm phụ dương. Không sao, không sao. Ngũ tử tư xưa nay trung tâm ái quốc, làm sao mà xúc phạm bản dương chớ. Các người ra ngoài đi. Phụ dương, ta kêu các người ra ngoài. Đại dương báo trọng. Ngũ Ái Khanh, Khanh đã về rồi hả? Bản dương thật sự vui mừng. Cảm ơn đại dương đã quan tâm. Thần chiến bại không về, mang tội bất trung bất nghĩa, tội đáng sự chém. Ai mà dám xử trảm nhà người? Chính là con. Phụ dương, Ngũ tử tư phụ thượng phụ hạ, không giết không được. Nói bậy. Phụ dương, nước của ta xưa nay dùng pháp trị quốc mới có được ngày hôm nay, không thể nào vì một mình Ngũ tử tư mà phá hoại pháp kỷ. Ngũ tử quân không bao giờ đâu, không bao giờ, không có bao giờ đâu. Thần chịu nhận hình phạt, đại dương không cần phân xá cho thần, nhưng thần có một thỉnh cầu. Có chuyện gì? Thần suốt đời sống phá xa trường và đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, chưa bao giờ bị nếm mùi thất bại. Xưng hiệu của thần không đáng kể, nhưng lại tổn hại tới thanh danh binh cường mã tráng của nước Ngô, cho nên thần có chết đi nữa cũng không nhắm mắt. Vậy ngươi định làm sao? Thần kính xin đại dương và thái tử cho thần cơ hội đưa binh xuất chinh, giết quân Tần không còn một manh giáp, trùng chấn thanh quan của đại Ngô, giết chết bọn quân Tần, đói công chuộc tội, sau đó về đây phục pháp. Ngũ tướng quân, bản vương biết Ái Khanh một lòng trung thành, thật sự không có làm bậy đâu. Phụ vương, cương kỷ không thể phế. Vô lễ. Thần đã quyết định rồi, mong đại vương và thái tử xét lại. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Bản vương được trung thần Ngũ tướng quân, thật là chết cũng không có ân hận. Đại vương báo trọng, thần nhất định không phụ kỳ vọng của giám hộ. Đại vương có nhìn thấy Tôn đại ca trở về đây không? Đi nha. Tướng công đừng có làm gì vậy, không ăn làm sao được chứ. Đã 4 ngày rồi không có ăn gì cả, tại sao lại làm như vậy? Cho dù có chuyện tày trời đi nữa cũng phải ăn trước chứ, sức khỏe quan trọng mà. Đi mau đi. Tướng công làm vậy muội và tỷ tỷ đều rất đau lòng. Đi mau. Đi mau đi.
Hiền đệ, rốt cuộc đệ đã trở về. Đệ ca, cuối cùng huynh đã chịu ra. Tỷ uống ly trà đi. Phu nhân, ông chủ ra rồi. Tướng công. Tiểu Điệp, sau khi bà sanh xong sức khỏe của chưa có bình phục, phải nằm trong phòng nghỉ ngơi chứ. Tướng công cho biết lần này ra đi không biết bao giờ mới gặp mặt, tỷ tỷ vì vậy muốn ra đây tiễn chân. Vợ chồng già với nhau rồi còn thi lễ làm gì. Vợ chồng già cho nên mới quyến luyến. Ngày xưa tôi đây thực sự không nên trách cứ ông, lúc nào cũng mong mỏi ông hơn người, làm cho vợ chồng chúng ta hợp ít xa nhiều. Mạng của Tôn Võ là như vậy, Tiểu Điệp cũng xin đừng than vãn thở dài. Không đi có được không? Chúng ta tìm chỗ nào đó trốn đi, và cùng nhau làm ruộng trồng lúa, an cư lạc nghiệp sống cuộc đời còn lại. Thiên hạ đại loạn, không có chỗ nào có thể an cư lạc nghiệp đâu, trừ phi là thắng một trận chiến. Nhưng mà đối thủ lần này lại là thầy của Tôn Võ, Quỷ Cốc Tử. Ông có cái ma lực truy hồn nhiếp phách. Quỷ Cốc Tử không chết thì người ở trên đời không có ngày nào sống được yên đâu. Tướng công hãy yên tâm, chúng tôi sẽ chờ đợi tướng công khải hoàn trở về. Hãy bồng con qua đây. Lão già thiếu gia ngoan lắm. Tiểu Điệp, sau khi Tôn Võ đi, bà phải chăm sóc cho con của chúng ta. Nếu Tôn Võ có gì bất trắc, bà phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng. Tiểu Điệp biết rõ, tướng công hãy an tâm. Ừ, Tôn Võ phải đi rồi. Đại dương, Tôn Võ tới thăm quả trễ, mong đại dương giáng tội. Tôn Kinh Gia làm gì có tội. Hôm nay bản dương có thể nhìn thấy Tôn Kinh Gia và Ngũ Khanh già, vui mừng còn không kịp, làm sao mà giáng tội chứ. Tạ đại dư. Gia sơn của Đại Ngô sau này nhờ vào nhị vị đó. Đại dư, bản dương chẳng còn sống được bao lâu. Xin đại dương đừng chán nản, đại dương sẽ sống lâu trăm tuổi, và ba người quân thần chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm, và còn đánh rất nhiều trận. Ngũ Cách Già thật là khéo ăn nói. Đáng tiếc, khéo ăn nói đi nữa cũng không cứu được bản dương. Bản dương tự biết, giống như là ngọn đèn dầu sắp cạn rồi. Đại dương, đại dương nhất định sẽ bình yên vượt qua. Các người nghe ta nói. Có hai người ở đây, bản dương có thể yên tâm ra đi. Cho dù trời sập xuống đi nữa, các người cũng có thể chống đỡ nổi. Bản dương sau khi ra đi, các người nhất định phải giúp đỡ bản dương, để rồi hỗ trợ phù sai. Phù sai tuổi trẻ nóng nảy, thì có chí lớn nhưng chưa có kinh nghiệm, làm việc dựa vào nhiệt tình, suy nghĩ không chu đáo. Các người nhất định phải nhắc nhở nhiều. Mong đại dương yên tâm, ta và hiền đệ nhất định sẽ làm hết sức của mình, đến chết cũng không thôi. Đại dương có ơn truy ngộ đối với huynh đệ chúng tôi, ơn trọng như núi. Cho dù đại dương có đuổi chúng tôi đi, chúng tôi cũng không rời khỏi nước Ngô đâu. Như vậy bản dương có thể yên tâm rồi. Tuy nhiên, chủ soái của từng quốc là Quỷ Cốc Tử dụng binh như ma quỷ, con người khó đoán. Tuy nhiên, đại ngộ chúng ta có Tôn quân sư và Ngũ tướng quân, chúng ta nhất định có thể thắng được họ, phải vậy không? Khải bẩm đại vương, Tôn quốc có thư gửi tới.
Quỷ cốc tử muốn hẹn gặp đại ca, không biết ý đồ gì. Trên tờ viết là muốn bàn chuyện ngày xưa với đại ca. Đơn giản như vậy sao? Hành động của quỷ cốc tử khó đoán. Thay vì suy đoán động cơ của hắn hay là thản nhiên tới dự hợp thì càng tốt hơn nhiều. Đại ca, đệ sẽ đi với đại ca. Không cần, hiền đệ phải bồi dưỡng tinh thần để chuẩn bị cho trận chiến sau này. Hay là đệ phái một đội thân binh hộ tống đại ca? Nếu như quỷ cốc tử muốn lấy mạng của Tôn Võ thì 30 năm trước đã lấy rồi, làm gì có ngày hôm nay chứ. Lần này hắn muốn hành hạ đại ca để mà dò thám hư thực của chúng ta. Hiền đệ yên tâm đi, đại ca nhất định trở về sớm. Ừ. Không lẽ quỷ cốc tử này có ba đầu sáu tay? Hắn không phải là người, hắn là một đại ác mà. Đứng yên, nhà ngươi là ai? Tại hạ là Tôn Võ của nước Ngô, xin bái kiến quỷ cốc tử. Đợi chút, ta đi thông báo. Tôn đại nhân, quỷ cốc tử mời ngài vào trong bàn bạc. Mời. Làm phiền. Tôn Võ bái kiến sư phụ. Tôn Võ, chúng ta bao nhiêu năm không gặp? 30 năm rồi hả? Phải, đã 30 năm rồi. Hôm nay gặp mặt sư phụ đã 30 năm mà giống hệt chuyện ngày hôm qua. Hey, 30 năm đã qua rồi, làm sao mà giống cái chuyện ngày hôm qua được chứ? Lúc đó nhà người vẫn còn là một đứa bé nhỏ như vậy nè, và một đứa bé hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Võ cũng không ngờ sau khi được sư phụ dạy dỗ còn có thể lớn khôn nên người. Không những còn có thể lớn khôn nên người mà còn có thể thành hồn. Bởi vì ở trên mình của nhà người có cái mùi son phấn của đàn bà và mùi sữa tươi của trẻ con. Thằng con trai mới được đầy tháng. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Tuy nhiên, nhà người đưa mình ra đánh trận, không sợ vợ của nhà người ở nhà lấy trai hay là sao? Một người đàn ông biết thương yêu đàn bà như thế nào thì đâu có sợ bả này nọ với người khác chứ. Thật hả? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chúng ta còn chưa có đấu trận, tại sao lại quỳ trước mặt của ta để giao xin miễn chiến chứ? Tôn Võ không phải xin miễn chiến. Suốt đời của sư phụ chỉ thích có chiến tranh, và tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cơ hội giết người. Máu đối với sư phụ mà nói chẳng khác gì lưu linh gặp phải rượu ngon. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Chỉ có Tôn Võ là người biết tà giết thôi. Sư phụ hãy nhận Tôn Võ bà lại. Tôn Võ cúi đầu với sư phụ để đền ơn dạy dỗ của sư phụ. Từ nay về sau chúng ta không còn là thầy trò mà là kẻ thù. Lại. Tôn Võ cúi đầu với sư phụ để đền ơn dạy dỗ của sư phụ. Từ nay về sau chúng ta không còn là thầy trò mà là kẻ thù. Thầy trò và kẻ thù đâu có gì khác chứ. Trên đời này tất cả mọi vật đều đối lập với nhau, tất cả mọi vật đều phải đấu tranh. Không cần biết ngày này, ngày hôm qua hay ngày mai, đều phải đấu tranh. Ngươi không có nợ gì của ta, ta cũng không cần ngươi trả ơn gì cả. Sư phụ chấp nhận trả ơn hay không cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là Tôn Võ kết thúc được tâm nguyện của mình trong bao năm qua. Không ngờ Tôn Võ đa tình lại cũng trở thành địch ngã phần mình. Cũng được, quỷ cốc tử ta xưa nay chưa bao giờ nói tới hai chữ tình nghĩa đâu. Điều này Tôn Võ đã biết từ lâu. Tôn Võ, người có còn nhớ hay không, lúc người còn nhỏ ta thường đưa người tới chiến trường để hoàn chiến. Nhớ chứ, còn nhớ rất rõ ràng. Người có thể nào đưa lão già như ta đây tới chiến trường để quay một vòng? Sư phụ, mời. Được, mời. Sư phụ, tại sao ở đây có nhiều binh sĩ quá vậy? Sợ Tôn Võ hại sư phụ sao? Không, 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 chúng chỉ sợ ta hại người.
ở trong mắt chúng, ta là một con ác quỷ giết người không gớm tay. Họ đâu có biết là sư phụ chỉ thích chiến tranh. Ta đã nói rồi, người biết rõ ta chỉ có Tôn Võ thôi. Sư phụ, tại sao lại đưa Tôn Võ tới chỗ này? Trong chiến trường biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta đôi bên đối địch, chúng ta đương nhiên phải biết rõ binh pháp và tu hành của người đã tới mức độ nào. Làm sao? Sợ ta biết người có đạo hạnh như thế nào không? Thật ra sư phụ hạ Tôn Võ dễ như trở bàn tay. Vậy ta phải nói người đã biết rõ mình hay là nhát gan đây? Sư phụ nên nói là Tôn Võ thẳng thắn. Người có lòng tin với bản thân mình quá hả? 30 năm qua tôi dẫm chân trên cả ngàn chiến trường lớn nhỏ, phân tích biết bao nhiêu chiến dịch thắng bại. Nếu không có lòng tin thì 30 năm qua đã sống một cách ngoài công vô ích. Phải, có lòng tin mới tốt. Được rồi, có thể nói những thu nhập của người xem, xem trong 30 năm qua có phải đã hoài công vô ích hay là không chứ? Đệ tử đã mang những điều suy nghĩ viết thành 10 chương binh pháp. Chương đầu tiên nói về mưu kế sách lược, trong đó nói là chuẩn bị chiến tranh thì như thế nào. Còn chương thứ hai thì nói về tác chiến, nói làm sao dụng binh, nói làm sao để mà chiến thắng. Chương thứ ba nói về chiến thuật, còn chương thứ tư thì nói về quân hình. Trong đó nói khi hai quân đối địch với nhau, làm sao giấu giếm và sửa đổi yếu điểm của mình. Có câu là ra tay trước thì thắng. Ngoài ra còn có binh quyền quân tranh. Cả hai trường đều nói về cách đánh giặc, phải chú ý trận pháp của quân đội và mưu lược của tác chiến. Tất cả là 10 trường. Ngụy công tử, Đại Nguyên Soái về chưa? Ông ta đang đi chung với sứ thần của Ngô Quốc. Hả? Đã 6 canh giờ rồi, nói chuyện gì mà phải cần thời gian dài vậy? Được, nếu như Quỷ Cốc Tử về đây, lập tức báo tôi biết. Dạ. Quỷ Cốc Tử, Đại Nguyên Soái đi chung với lại Tôn Võ. Họ đi lâu như vậy, không biết họ muốn làm cái gì đây? Còn Cửu Quyến thì nói về cái đạo tướng soái, cái đạo lãnh binh hành quân, nói về cách sử dụng binh pháp ở tại các địa hình khác nhau. Còn về chương địa hình thì nói về làm sao dùng địa hình để mà tác chiến. Bây giờ đại dương thế nào? Ngữ y cho biết e là sống không nổi đêm này. Ờ? Nè, có tin tức của Tôn Võ không vậy? Tôn Khánh Gia, Tôn Khánh Gia. Đại Dương, thần là Ngũ Tiểu Thư. Tôn Khánh Gia, người về đây là tốt rồi. Đại Dương, tôi là Ngũ Tiểu Thư, Tôn đại ca còn chưa có về. Tôn Khánh Gia không biết có bất ngờ gì, đừng có để bất ngờ xảy ra. Đại Ngô còn phải dựa vào ông ấy. Tại sao đi lâu như vậy còn chưa về? Tôn Khánh Gia, Tôn Khánh Gia. Phải người muốn biết ta có ý kiến gì với 10 chiêu binh pháp của người không? Tôn Võ nghi ngờ trên đời này còn có chuyện gì có thể giấu giếm được sư phụ đây. Thiệt đáng tiếc, người sắp chết rồi. Bằng không mỗi ngày thảo luận binh pháp với người cũng là một khoái lạc của đời người đó. Sư phụ, tại sao biết rõ người thất bại không phải là sư phụ? Hả? Tại sao bỗng dưng người lại có lòng tin đối với mình như vậy, với 10 chiêu binh pháp của người đó? 10 chiêu binh pháp đó đã kết tinh tâm huyết của 30 năm. Mỗi một luận điểm ở trong đó đều do sự quan sát thực tế tại chiến trường ghi lại. Luận điểm binh pháp của người đích thực có điểm độc đáo, nhưng cái người làm là sự nghiên cứu trong quá khứ. Còn cái mà ta nghĩ là cuộc chiến tranh còn chưa xảy ra. Quá khứ đã qua hết rồi, còn tương lai thì chưa có xảy ra. Khảo sát tại thực địa dĩ nhiên là điều tốt, nhưng mà cũng bị hiện tượng trước mắt bừng bích.
Sự thắng bại tại chiến trường mà ngươi nhìn thấy đều là biểu hiện bề ngoài. Cái đạo chiến thắng, tư ý thất bại, mục đích chủ yếu nhất là lý nghiệm và tâm trạng của chủ soái hai phía. Ngươi có biết hay là không chứ? Ta ở trong tù bao nhiêu năm, có thể làm cho ta càng bình tĩnh, suy nghĩ và tìm hiểu ý nghĩa thật sự của tác chiến dùng võ lực đánh bại kẻ thù, không phải là đại thắng, có thể nói là thảm thắng. Bởi vì địch và ta đều đã phải trả một giá thật là đắt. Nếu như muốn chiến thắng được kẻ thù thì phải dùng trí lực và tâm lực, như thế mới có thể làm cho kẻ thù mất đi lòng tin bất chiến và thắng. Nếu như muốn chiến thắng được kẻ thù thì phải dùng trí lực và tâm lực, như thế mới có thể làm cho kẻ thù mất đi lòng tin bất chiến và thắng. Tâm quyết 30 năm của ngươi đã đúc kết được 10 chương binh pháp, còn ta cũng được 3 chương. 30 năm chưa có 3 chương binh pháp. Không phải 30 năm mà là 3 canh giờ. 3 chương đó là căn cứ trên 3 canh giờ của chúng ta lúc nãy dùng lý luận binh pháp của người để diễn biến ra. Hả? 3 canh giờ là có thể suy nghĩ 3 chương. Nội dung binh pháp của sư phụ là nè, giờ chúng ta hai bờ đối địch thì ta đây làm sao có thể nói binh pháp của ta cho người biết được chứ? Ngươi xem ngươi còn dễ dàng tin tưởng, ngươi sẽ thiệt thôi. Lúc ngươi còn ở nhà vợ của ngươi, quản thúc ngươi chắc là nghiêm túc lắm. Ngươi phải cẩn thận nha. Bả càng quản thúc ngươi nghiêm trọng thì càng dễ dàng nảy nọ với người khác hơn nữa. Biết đâu chừng bây giờ đang có một chàng thanh niên đẹp trai đang quyến rũ thê thiếp của ngươi, ngươi có biết hay là không chứ hả? Không thể đâu, không thể đâu, ta tin tưởng họ. Ngươi xem, cả chuyện nhỏ nhoi như vậy đã làm cho ngươi bật dọc ở trong lòng rồi. Áp lực trầm trọng của chiến tranh ngươi gánh vác nổi hay sao? Chỗ này là chỗ giao chiến giữa nước Ngụy và nước Trịnh. Sau cuộc chiến tranh đó đã chết trên 3 vạn người. Đệ tử có biết ai thắng không? Dạ không biết. Chính Trịnh Quốc đã đánh thắng. Tại vì Trịnh Quốc đã có một mưu kế gọi là mời anh vào trong. Nha, đừng chạy, đừng chạy nữa. Nha, mở mắt ra mà xem. Mở mắt ra xem đi. Chiến tranh là như vậy đó, tàn dẫn như vậy đó. Mở mắt ra đi. Được, rất có lý, rất là có lý. Đại nguyên soái, Tôn Võ là đệ tử của ông, tại sao phải sợ hắn chứ? Không, bây giờ nó không phải là đệ tử của ta, nó là một đối thủ của ta, là một đối thủ rất mạnh đó, là một đối thủ duy nhất có thể hạ được ta. Hy vọng trời cao phù hộ Phụ Dương qua khỏi cơn hoạn nạn. Có thể giữ được tính mạng của Phụ Dương không? Xin lỗi, tôi đã tận hết sức mình rồi. Lui ra. Dạ. Tôn Kinh Gia về rồi chưa? Phụ Dương. Đại Dương. Đại Dương, Tôn Võ bái kiến Đại Dương. Đại ca. Hiền đệ, lòng thể của Đại Dương thế nào? Tôn Kinh Gia về rồi hả? Đại Dương, Đại Dương, Tôn Kinh Gia cuối cùng đã về đây rồi. Tôn Võ đã về tới rồi. Được, được. Có Khanh và Ngũ Khanh Gia ở bên mình của Bổn Dương, Bổn Dương rất an tâm. Đại Dương xin yên tâm,
Vô sai. Phu Dương, Vô sai tuổi trẻ không biết chuyện, nhờ nhị canh già hỗ trợ. Xin đại dương yên tâm. Vô sai, từ nay con phải nghe lời hai vị canh già nha. Thần nhị biết rõ. Bồi bồi. Phu Dương. Bồi bồi. Đời của phụ thân làm bất cứ chuyện gì đều không hổ lương tâm, chỉ có lỗi với ba người thôi. Đó là mẹ của con, giờ còn chị em của con. Phụ Dương quốc sự bề bộn, con gái không thể phân ưu giùm cho phụ Dương là con gái bất hiếu. Quốc sự phải lo, nhưng việc nhà càng quan trọng hơn. Phụ thân không biết chăm sóc các con, thật sự không xứng đáng làm phụ thân các con. Phụ thân mong các con hãy tha thứ. Xưa nay con chưa bao giờ trách phụ Dương. Các con hiểu rõ rồi, chờ có thể yên tâm. Làm nguyên soái, Nguyễn Cốc Tử binh pháp như thần, đã dùng 30,000 binh mã tiêu diệt được thập vạn đại quân của Ngô Quốc, chiếm được đại thắng. Nguyễn Cốc Tử đã vi phạm hẹn ước với các nước chư hầu, đã chôn sống tất cả binh sĩ của Ngô Quốc, không chừa một ai. Thất vạn binh sĩ trên chiến trường đã có 30,000 người bị Nguyễn Cốc Tử chôn sống. Binh sĩ Ngô Quốc nghe được tiếng của Nguyễn Cốc Tử, ai cũng sợ chạy dài. Tin tức của Nguyễn Cốc Tử tàn nhẫn giết người lại chấn động chư hầu các nước. Mặt khác, nước Ngô dùng Ngũ Tử Tư làm nguyên soái, Tôn Võ làm quân sư, hết sức chống cự với sức tấn công của quân Tần. Cho dù hai người có tìm đủ mọi cách đi nữa cũng chống cự không nổi đạo kỳ binh của Nguyễn Cốc Tử. Quân Ngô thất bại liên tục, đã bị quân Tần dồn tới Chu Phương. Lúc đó có người cho biết, một khi tấn công vào Chu Phương thì quân Ngô sẽ bị tiêu diệt. Chiến dịch Chu Phương là chiến dịch địch thắng bại. Cường sợ phía trước, phù sợ phía sau. Nguy sơn bên trái sẽ không có đường để thoát. Bây giờ làm sao? Nguy sơn phía trước, phía sau có sa mạc, làm sao đi được đây? Bên này lại không có núi, nhưng mà trong sáng lại có giọt mưa nhỏ xuống, hiện tượng kỳ lạ, không biết là họa hay phước đây. Khí trời ẩm ướt, gió thổi tây nam. Ta biết rồi, phía đông bắc nhất định có sương mù. Phía đông bắc chắc chắn có sương mù. Tại sao ông lại biết có sương mù? Mảnh đất này đã nói cho ta biết, sương mù sẽ tích tụ tại phía đông bắc. Ra lệnh cho binh mã các lộ trong nửa canh giờ tập hợp chỗ này, không được chậm trễ, ban công quân pháp xử trí. Tuân lệnh. Binh thần như nước, vô thuyền hình, vô thuyền thải. Tôn Võ, vậy với người có phải là đối thủ của ta không? Sương mù, một lát nữa sẽ có sương mù. Người đâu? Dạ.
Để tới sự biến hóa của gió có tình hình lập tức báo cáo. Dạ. Quỷ Cốc Tử chắc chắn biết được trời đó có sự biến đổi. Ta phải tìm cách xuất kỳ chế thắng, không để cho hắn chiếm lợi thế. Ông chủ, ông chủ. Mang đầu, người tới đây gấp gì vậy, có chuyện gì? Như vậy phu nhân kêu tôi nói cho ông chủ biết, thiếu gia đã bị phong hàn rồi. Mạng đầu, ngươi thì càng ngày càng vô dụng. Thiếu gia bị bệnh, tại sao không kiếm đại phù? Kiếm ta thì có ăn thuộc cái gì? Đại phù ở nhà chữa mấy ngày rồi. À, phu nhân. Cảm ơn. Đại phù nói chuyện vui thiệt đó. À, tôi còn có rất nhiều điều vui nữa. À, chút nữa tôi xuống bếp nấu vài món đồ ngọt để bạn đạp với vị phu nhân nha. À, ăn đi. Được, được. Phu nhân, mạng đầu nè. Ờ, vô đi. Như vị phu nhân. Mạng đầu, tướng công có khỏe không? Ông chủ kêu tôi thỉnh an với nhị vị phu nhân, còn viết bức thư gửi về nè. Kỳ lạ, tôn võ xưa nay chỉ biết viết binh thư thôi, không bao giờ viết thư về nhà mà. Luyện binh có vấn đề, đương nhiên phải viết binh thư rồi. Nhưng ở trong nhà có vấn đề thì đương nhiên là phải viết thư về nhà rồi. Mạng đầu, ngươi nói cái gì vậy? Mạng đầu nhiều chuyện. Ở tại tôn phủ tại sao có tên thư độc vô lễ tới vậy? À, cái đó là tôn võ chiều quá ăn cơm cơm. Chuyện gì? Tướng công thiệt vô lễ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì đó? Chuyện gì đó? Đây chính là quan khẩu thiên hiểm. Nếu chúng ta không giữ được quan khẩu này, quân Tần sẽ tiến thẳng vào trong, và nửa tháng sau nước Ngô sẽ bị phá. Vì vậy phải giữ vững hai quan khẩu này. Tần quân không tới thì thôi, nếu tới thì phải chiếm lấy hai chỗ này trước. Chỉ có hai con đường tới chỗ này, một là đi từ đường cái, còn một lối là đi đường tắt, đi ngang thung lũng. Và lúc đó mây mù sẽ che phủ khắp cả các khu vực. Nếu bọn chúng từ thung lũng kéo tới, sương mù sẽ làm cho bọn chúng không tìm được đường, và đường núi hiểm trở, thật sự rất nguy hiểm. Như vậy nhất định quân Tần sẽ đi đường cái. Nếu không có gì bất ngờ thì là vậy. Nếu như chúng ta điều động binh tới đường cái và bị quân Tần phát hiện, thì bọn chúng sẽ từ trong thung lũng đánh ra. Như vậy tình thế rất nguy hiểm. Cho nên đừng bao giờ để cho quân Tần biết rõ quân tình của chúng ta. Nhưng nếu điều động binh mã, nhất định sẽ có hiện tượng, làm sao giấu được chứ? Sương mù của ta.